Chào các bạn, hôm nay mình lại về được một hộp kim kim của kim DJ của Autophone. Mình cũng được 3 cây. Đây nha các bạn, có ghi rõ luôn nha. Mua được 3 cây. 2. Khá là đẹp nha. Để mình đang cầm một tay nó hơi khó. Đây nha bạn, mấy cái này là gọi là line new, gọi là như mới, Pro S, Autophone Pro S. Đây dành cho DJ nha. Tức là cái này nó cũng đầu kim rất là bén nha, line new nha. Nó chỉ là mất cái nắp để đậy thôi chứ bén ngót luôn nha. Một là xài lướt, hai là chưa qua sử dụng luôn nha, nó chỉ bị mất cái nắp thôi. Cái này nữa. Đây nha bạn. Kim rất đẹp. Autophone Pro S. Đầu kim còn bé ngót luôn à. Line new nha. Thì nó cũng chỉ là bị mất cái nắp thôi nha. Đây mình có 3 cây Pro S rất là đẹp. Hoạt động hoàn hảo nha. Này mình mua từ Nhật Bản về nha. Rất là đẹp. Mới ken luôn nha, các chân còn mạ vàng, mới ken sợi en luôn nha, chưa có dấu hiệu cắm rút hay là gì đó nha. Này là mình bán một cây là 2,8 triệu cho một cây. Các bạn thì kết bạn Zalo, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết. Rồi, cảm ơn các bạn.